Xin chào mọi người, trên tay tôi là cây chuối đỏ Đắc-ca đã 20 ngày tuổi. Và bên cạnh tôi đây là cây chuối đỏ Đắc-ca đã được 3 tháng tuổi. Và cây chuối đỏ Đắc-ca là một trong những giống chuối mang lại hiệu quả kinh tế cao. Khi chín thì vỏ nó màu đỏ, thịt dày, có vị ngọt của vani. Để trồng được cây chuối đỏ Đắc-ca năng suất cao cũng như là khỏe mạnh thì bạn cũng cần phải nắm những kỹ thuật nhất định. Và sau đây, cung cấp hạt giống sẽ hướng dẫn bạn cách trồng và chăm sóc cây chuối đỏ Đắc-ca. Đầu tiên, các bạn ngâm hạt giống vào nước ấm khoảng 30-40 độ C để từ 24-36 tiếng. Bởi vì hạt giống chuối đỏ có vỏ dày nên ngâm trong thời gian dài như vậy mới có thể kích thích nảy mầm nhanh được. Sau khi ngâm hạt giống xong, bạn bước vào công đoạn ươm mầm, ngâm viên nén kích nảy mầm khoảng tầm 10 phút, sau đó bóp nát và trộn lẫn với đất. Tỷ lệ là 1 phần viên nén thì 3 phần đất. Yêu cầu đất ươm hạt là đất sạch và khô ráo. Cho hạt giống vào bầu ươm và lấp đất sâu khoảng tầm 0,6cm. Sau đó bạn nên đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng trực tiếp, tưới phun sương hàng ngày cho cây. Trong thời gian gieo hạt, phải thường xuyên kiểm tra mức độ nảy mầm ra sao. Nếu thấy quá khô thì hãy tưới nước nhẹ nhàng bằng vòi để tạo ẩm cho hạt nhanh nảy mầm. Còn nếu cảm thấy đất bị ướt quá thì bạn nên để nơi có nhiều ánh sáng chiếu trực tiếp. Thông thường, sau khoảng 1 tháng hạt chuối sẽ nảy mầm và cho những lá non đầu tiên. Chăm sóc cẩn thận thì sau khoảng 4 tháng, chuối sẽ đạt độ cao khoảng tầm 2 mét. Sau 5 tháng trồng cây chuối đỏ, chuối sẽ ra những bông hoa đầu tiên, cánh hoa màu hồng cánh sen, nhụy hoa màu vàng nghệ. Sau khoảng 1 tuần ra hoa, chuối sẽ đậu những trái đầu tiên. Trong khi trồng cây chuối đỏ cần đảm bảo nguồn nước đầy đủ cho cây, ngày tưới 2 lần sáng và tối. Cung cấp phân bón thường xuyên cho cây, chuối đỏ thích hợp với các vùng khí hậu nhiệt đới. Hãy liên hệ với cung cấp hạt giống để sở hữu ngay một bộ hạt giống chuối đỏ Đắc-ca hiệu quả kinh tế cao bạn nhé!